Ngày 31 tháng 8, lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết đã họp và thống nhất mức xử lý kỷ luật đối với ông Hồ Hoài Anh, giảng viên bộ môn đàn bầu, khoa âm nhạc truyền thống, đã đi nước ngoài không xin phép đơn vị. Sau khi xem xét luật viên chức và quá trình công tác của giảng viên Hồ Hoài Anh đối với Học viện, Hội đồng kỷ luật đã bàn bạc và nhất trí 100% đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo giảng viên Hồ Hoài Anh vì lý do vi phạm quy định nội quy, quy chế làm việc của Học viện. Ngoài xử lý này, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam còn xem xét trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của giảng viên Hồ Hoài Anh theo luật viên chức. Cũng theo lãnh đạo Học viện, sau khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha, Hội đồng kỷ luật trường sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo, đảm bảo tính nghiêm minh. Giám đốc Học viện Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, ông Hồ Hoài Anh hiện là giảng viên bộ môn đàn bầu, khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vì thế, Học viện chỉ có thể căn cứ vào luật viên chức và luật lao động để xử lý một viên chức của cơ quan. Có thể ở ngoài xã hội, Hồ Hoài Anh là người nổi tiếng, nhưng trong cơ quan, Hồ Hoài Anh là một viên chức giảng viên. Khi một viên chức vi phạm quy định về quản lý cán bộ, sẽ phải chịu mọi hình thức xử lý kỷ luật theo đúng quy định, chứ không phải xử lý theo hướng là một nghệ sĩ nổi tiếng. Liên quan đến vụ việc này, trước đó vào cuối tháng 6 năm 2022, tờ Mallorca Daily Bulletin đưa tin, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt hai nghệ sĩ nổi tiếng người Việt Nam là ông Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng do cáo buộc hiếp dâm một cô gái 17 tuổi người Anh ở đảo Mallorca, Tây Ban Nha.